sang tay đón con trở về. Tình Chúa tình con đẹp tuyệt vời. Xin chào cha. Ông được ơn gì của Chúa, nói to cho mọi người nghe. Thưa cha, con ở mãi ngoài Nam Định, ở địa phận Bùi Chu. Con được ba ơn cha. Ơn thứ nhất. Ơn thứ nhất là con qua năm 50 năm về trước thì coi như là con không biết gì về Chúa. Và con mới về với Chúa mới được có 3 năm này thưa cha. Bao nhiêu ngày? Mới được có 3 năm ạ. Mới được 3 năm, vậy ông là đạo gốc hay đạo theo? Con là đạo gốc cha. Con đạo gốc. Đạo gốc mà mới về với Chúa có 3 năm thôi. Hôm nay ông bao nhiêu tuổi? Thưa cha, năm nay con 70 tuổi ạ. Vậy là 67 năm ông ấy bỏ Chúa, mới về với Chúa có 3 năm thưa anh chị em mà là đạo gốc. Nhờ đâu mà ông là một người đạo gốc bỏ Chúa 67 năm mà bây giờ ông lại được ơn quay về với Chúa như vậy, đó mới là cái điều kỳ diệu. Nhờ là con nhờ các con, các cháu con, các cháu nó ở trong Đồng Nai này, nó mời con vào, nó bảo là ông vào đây để chúng con đường đi giáo điện tin mừng nên cha nong, rồi là ông cầu xin thương lòng thương xót Chúa thì ông sẽ tin. Chứ còn trước đây thì trong cái lứa tuổi từ 17, 18 tuổi con xây dựng gia đình, con đi vắng là con coi như là quên hết Chúa. Vâng, cho nên là con đã nghe đài các con, các cháu nó cho con rồi là con nghe. Và con tín nghe vậy là con sẽ tin tưởng và Chúa đã ban phước lành cho gia đình chúng con. Thế là cái ơn thứ nhất của con là như vậy. Amen. Tỏ lên, amen. Tạ ơn Chúa. Đó, phải tạ ơn Chúa thì amen. Trời ơi, vậy có gì đâu mà khó. Nó xui thì phải nói ngược. Mà một người 67 năm bỏ Chúa, nhờ cái đài đứa con, đứa cháu ở Đồng Nai nó gọi vô, rồi nó cho ông ấy nghe. Ông nghe cái đài giảng về lòng Chúa thương xót, ông ấy quay trở về. Đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai của ông? Dạ, ơn thứ hai của con là thưa cha là tháng 5 năm 2017 con bị căn bệnh rất là hiểm nghèo. Con thì lúc đó là con rất là đau trong người, đau toàn bộ thân thể. Thì con nghĩ rằng coi như là Chúa phạt con về với Chúa nhờ Chúa còn đang thử thách con. Đấy, con suy nghĩ trong tâm con như vậy. Thì hôm ấy ở xứ con này có tuần trầu lượt của giáo phận Bùi Chu. Con ở nhà thì con đau lắm, con không chịu được rồi con lên nhà thờ. Thì các con, các cháu con cũng không biết con đi đâu cả. Con ở nhà thờ, con chầu Chúa và con ở nhà thờ 4 tiếng đồng hồ liền. Vâng. Thì trước cái ngày chầu ấy, con cũng đi khám bệnh viện để bác sĩ bảo con là bị sỏi thận và sỏi bàng quang. Sỏi bàng quang thì một phân, sỏi thận của con là 3,6 cm, là thận trái đó, thận bên phải này. Thì con đau lắm. Thế là hôm ấy con đi chầu Chúa thì con ngồi 4 tiếng đồng hồ liền. Thế các cháu không biết con đi đâu cả, thế là lúc coi như là con ngồi, con thấy cái con, người con thấy nó bâng cua, rồi nó hững hụt. Rồi con ra ngoài, con đi giải thì tự nhiên là con thấy người con nó bao như là kiểu là bay trên không trung. Và con nhìn xuống thì coi như là con sỏi nó bắn ra chả. Bắn. Và thì con lại nhìn xuống lại có mấy giọt máu nữa, con bảo vậy thì là hay là sỏi ra rồi. Thì là con từ đấy con về nhà thì coi như là các cháu bảo ông đi đâu, và ông đi mổ sỏi ra được rồi. Amen. Rồi xin cảm ơn ông rất là nhiều, một người 67 năm bỏ Chúa. Hôm nay là ngày giỗ của ông đội, xin gửi tặng ông cái bánh nha. Đây là ngày giỗ. Rồi ông có tài liệu đầy đủ hết chưa? Còn thiếu gì không? Quý vị, đây tặng cho ông tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đứng mà ông đã bỏ ngày 67 năm, anh chị em tưởng tượng.
Vậy mà chỉ nhờ nghe cái đài lòng Chúa thương xót mà một người 67 năm đã được ơn quyết tâm quay về với Chúa. Đây, xin Chúa chúc lành cho ông. Một người cuốn nữa thôi. Chúa rồi, hồng ân tràn tuôn chẳng hề vơi.